Rồi ok, hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel Popro. Và chào cả chị em luôn, thứ bảy rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những phút giây vui vẻ. Tuần trước vừa có TTCC xong, tuần này lại có TTCC tiếp. Tôi phải nói với bạn luôn là tôi đã cực kỳ cố gắng và nỗ lực để tuần này lại có một video vui vẻ để gửi tới cho các bạn. Thế còn bây giờ thì... What? Vẫn cứ là ok. Khéo. Nhặt rác nó cũng phải nghệ như thế này chứ. Đấy, làm cái gì nó cũng phải thể hiện được cái tâm hồn nghệ sĩ trong con người mình. Wow. Wow. Mê cung. Về tu luyện thêm đi nhá. Muốn lấy được chân kinh thì cần phải tu luyện thêm 72 kiếp nữa con nhé. Ôi giời, từ bỏ luôn. Ok à. Chỉ là giấc mơ thôi. Mình cứ ngủ tiếp đi rồi giấc mơ nó sẽ qua đi. Đây chỉ là ác mộng thôi. Các bạn, đây như này nhá. Nó chỉ nằm theo thôi, anh em nhìn. Easy. Tôi nằm người, tôi không phải làm chó. Đâu em? Tôi là chó. Tôi mất 5.000 rồi, phí thế nhờ. Thà làm chó chứ không lấy 5.000. Ngoại ngữ này chưa học nên chưa có hiểu nhá. Chưa không hiểu gì cả. Khéo thế nhở, thế mà mình cũng ghi ra được ạ. Khi tôi ngồi cùng với gia đình và nghe điện thoại của thằng bạn thân, lúc nào nó cũng có những cái âm thanh đánh vần phát ra từ cái điện thoại của tôi. Người ta nghe điện thoại gì? Alo bạn à? Ờ tôi đây. Thế còn mấy thằng bạn tôi lúc nào cũng kiểu A B C D kiểu đấy. Cay. Đây là tài năng đấy. Mr. Bombastic Bomba Fanta. Đi vào quán cắt tóc bảo là: anh ơi cắt cho em cái đầu. Đúng rồi anh ạ, cắt cho em cái đầu. Chứ nhìn ông anh láng mịn như thế này thì lấy tóc đâu ra mà cắt. What? Mình cho tiền bạn này, bạn cầm đi mua đồ ăn đi. Muốn gì thì tự đi mua mà ăn đi. Chỉ có 30 giây thôi. Sau 30 giây thì cảm động tiếp. Nghèo thì không có quyền đòi hỏi. Ok. Bình thường thôi. Vòng quay chuyển kiếp à? Tham gia vào cái vòng quay này cái là mình đăng xuất luôn. Kẻ khéo thế nhờ. Đùa nó khớp thực sự đấy các bạn. À lại cái trò. Những lúc như thế tôi chỉ muốn nói là đờ mờ cờ đút. Yeah.
Nga. Đây có phải nước Nga không? Nó phải thế chứ. Được, thực sự các bạn ạ. Với cái cách hành nghề như thế này thì mọi hệ thống chống trộm, an ninh để giữ cho cái xe của bạn an toàn đã trở nên vô dụng. Ôi anh Sai Tơ, anh Sai Tơ, anh Sai Tơ 72 trái, anh Sai Tơ. Chạy đâu bạn? Tự nhiên lại cảm thấy hôm nay thời tiết đẹp thế nhở. Những cơn mưa nó lại làm nao lức lòng người, đi vào ăn ba tô cơm luôn. Dẻo vãi trưởng ra. Vẫn ok. Đang đi tập gym tự nhiên lại chuyển qua tập yoga. Gì? La đủ đủ này Nobita là như nào? Thằng Doraemon mất dạy nhá. Ok á? Cấm chat luôn. Ồ, đẹp thế. À, chưa đạp thẻ. Bạn ơi, tránh ra tôi cái. Vừa hết cả đường bơi người ta. Đùa ông vô duyên, loài người vô duyên. Vô nhà thương, em nghe vô nhà thương. Em nghe vô nhà anh đến thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình. Tăng tình 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 tăng tăng tăng. Ok. Có chó này nó định đưa con rùa xuống tận thủy cung à? Đưa bạn đến xuống tận lòng sông thì tôi mới quay về bạn nhá. Nhiệt tình nó vừa vừa đấy chứ. À, kiếp trước kiếp trước tôi là con dữ. À đu camera. Các bạn có nghe đâu vì nói gì không? À đu camera. À đu camera. Đây là phần đầu tiên trong chuyên mục TTCC. Và nếu có video nào đó làm cho các bạn cảm thấy vui vẻ và làm cho các bạn thấy cười, hãy ủng hộ tôi bằng cách nhấn like cho video và đăng ký kênh Popro nha. Để giúp tôi sớm đạt được 1,7 triệu người đăng ký. Kênh Popro đã đạt được 1,66 triệu người rồi. Anh em mình sắp đạt được rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi trong thời gian qua. Bây giờ đến với phần 2. Loài người đang làm gì sau lưng mình ý nhỉ? Pate ngon thế này thì không ăn lại làm cái gì ý nhỉ? Mr. Bombastic, Bomba Fantastic. Quê ngạ, xấu hổ, nhục nhã, không dám nhìn mặt ai, giấu mình ở trong phòng, cô lập với xã hội. Uầy, đùa, các ông có thấy ghen tị không? Mấy ông FA ấy. Ấy, con cua nó còn có đôi, con cua nó còn có người bao bọc che chở cho. Ấy, các ông thấy có cay không? Anh đang đi đâu đấy? Không nhớ em à? Rồi. Tự nhiên hiểu tiếng chó luôn. Thấy mấy ai? Ôi, thối cả thành phố. Nuôi gà 4.0 à? Sau này anh em mình có thể ăn thịt gà Bluetooth. Được thế nhở? Mặc dù nhân vật của bạn mặc skin trông rất bớ va vớ vẩn, nhưng thực ra bạn lại là pro. À, chẳng hạn. Một con chó làm sao mà có thể cản bước được mang game. Ê, cái bà ngồi sau nhàn vãi trưởng luôn. Tháng vẫn nhận lương đều, vẫn được khen thưởng.
Đây người ta gọi là ngủ nướng các bạn nhá. Ngủ nướng. Giấc ngủ siêu thoát. Được thực sự. Đây là hồn bay phách tán. À. Được thế nhỉ. Tự nhiên ngủ dậy thấy bản thân chỉ còn có 50% opacity đấy. Người tự nhiên nó cứ kiểu mờ mờ ấy. Thế còn cái này là cái gì? Bowling chạy bằng cơm à? Ấn Độ à? Lại Ấn Độ đúng không? Au. Ấn Độ đấy. Ấn Độ hoặc là một cái nước nào đấy ở quanh đấy. Bowling chạy bằng cơm luôn. Hay thật sự. Ai đẹp hơn? Sặc không? Chạy cả cổ luôn. Tiếng sủa đang oanh vàng tự nhiên lại. Ai lít. Ủa anh, cái gì mưa đá à? Tình yêu của anh cứ như bát mì này, chỉ toàn chua và cay. Hôm nay mì ngon nhất. Chưa bao giờ ăn bát mì mà nó lại cay nhỉ? Hết à? Hết rồi các bạn ơi, hết rồi. Phần tiếp theo, tôi tìm được quả video anh Da Đen cosplay các nhân vật trong One Piece. Tôi phải cho các bạn xem vật cười. Đây là Kaido các bạn nhá. Kaido lại dùng vũ khí là chổi quét nhà vệ sinh à? Luffy kia nằm trông như thằng dở hơi. Cười. Thằng này mà ra ngoài đường nhá, không biết là bạn là gear 5 hay là gear 50 hay là gear 500, nhưng ăn một vả. Big Mom kiếm đâu ra quả mũ trông thân thiện với môi trường thế này. Vẫn còn sữa rửa mặt dính trên mặt này. Mũ kêu ai à? Đi ra chơi bụi đi chơi à? Mũ kêu ai à? Doflamingo. Không biết bạn mượn ở đâu cái quần đùi của ai để trả người ta đi, chứ tại sao lại lấy quần đùi của người ta đội lên đầu thì... À, phát hiện Enel ăn trộm vũ khí của Kaido nhá. À, cái gì đây? Enel lại còn trang bị cả sạc của điện thoại à? À đúng rồi, phải có sạc điện thoại như thế này thì mới phát điện được chứ, đúng không anh em? Ok, riêng quả dâu trắng này mà bỏ tay ra là rụng hết dâu. Ai đây? Zoro à? Nami phiên bản cháy nắng. Nami phiên bản quên không tắt bếp ga. Tôi thấy có một cái là rất là giống. Duy nhất một cái giống thôi. Thế còn các cái khác thì tôi hơi bị bất ngờ các bạn ạ. Nico Robin. Đó, Nico Robin. Robin này phải là Robin Hood thì mới đúng. Được cái là ông bạn này cosplay thì rất là chú trọng đến cái đặc điểm của nhân vật đấy. Nami với cả Robin là tôi thấy cosplay như thế này là chuẩn. Được. Super Jinbei. À, Jinbei. Tôi lại cứ tưởng là đang làm ảo thuật hay là hồn ma nhập hồn kiểu như thế. Trông giật hết cả mình ạ. Tôi đố các ông biết đây là ai đấy. Tôi biết đây là ai, tôi không nói. Tôi đố các ông biết đây là ai luôn đấy. Rồi ok. Và video này tôi sẽ kết thúc ở đây.
Cảm ơn anh em khi đã theo dõi video này và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi biết là nó không thể đáp ứng được 100% cái sự mong muốn của mọi người, nhưng mà tôi cũng rất là hy vọng rằng với những cái nỗ lực của tôi thì nó sẽ đem lại cho các bạn những cái niềm vui nho nhỏ vào cuối tuần. Đừng quên ủng hộ tôi bằng cách là like video và đăng ký kênh Popro nhé, để giúp tôi đạt được 1,7 triệu người đăng ký. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở tuần sau. Bye bye. Anh em thấy tôi sao? Trông có giống kiểu Tây không? Giống mấy em Tây ấy. Trông ngon phết ấy chứ đùa đấy. Mới cậu không còn nail Em chào các anh. Nếu thấy video hay, để lại một like và một đăng ký kênh nhá. Còn không thì liệu hôn. 2000 years later. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.